còn đời sau này họ phát triển lên từ 500, từ Brick các bác, từ Brick thì tiếng bass nó sẽ mạnh hơn, nên là nhiều bác thích sưu tầm và tiếng bass mềm gọn gàng nhẹ nhàng. Hay là cấu hình bên trong phân tầng các bác mới tinh, thì những con này thì mới tinh thôi các bác. Đây các bác, loa chắc từ nước ngoài Mỹ về thì các bác yên tâm, tất cả em bao zin hết. Bác nào muốn sưu tầm nó thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha. Đây là cặp Builder C88EB đời thiệu từ móng ngựa canh nâu xanh, mời các bác cùng xem chi tiết đồ đẹp, đẹp lắm nha. Những cặp này thì không cần bàn về rồi, ông vua nhạc bờ rề 75, nhạc vàng, nhạc trần tình, ghép với bánh cối AK, nghe nhạc Tuấn Vũ, Giao Linh, vân vân, Trường Vũ rất tuyệt vời các bác. Đây, canh nâu xanh nha các bác, chứ không phải là xanh xanh la xanh lá cây đâu nha, lá cây là đời sau này, từ từ tròn. Đấy, tất cả là bao dinh toàn tập nha các bác, lo đẹp ngất cây nha, đúng cặp. Em có chụp hình trên Zalo rồi, nếu bác nào mình không thích thích xem ở đây thì mình có thể vào Zalo em mình xem nha. Còn trên đây thì em chủ yếu bán trên kênh này thôi, và em que đều chi tiết, và sản phẩm em đưa lên là sản phẩm em tuyển lựa rất là kỹ rồi, và cũng bao zin. Và thứ nhất, cái quan trọng nhất là những cái sản phẩm em đưa đến các bác là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác là người sử dụng những cái sản phẩm này đầu tiên nha, và các bác sẽ hưởng thụ được cái hàng chất nước ngoài về. Thứ nhất là cái độ chi tiết, độ đẹp, cái độ nét của sản phẩm, và cái thứ nhất là cái cảm giác chúng ta xài một cái sản phẩm chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đấy, rất đẹp nha, gọi là quá xuất sắc luôn. Và bên em cũng có những cặp 88A từ tròn nha, từ tròn thì giá 24.500, em đang giao ở hiện tại bây giờ ngày cận Tết 24.500. Còn có duy nhất một cặp từ từ móng ngựa này thì em giao là 26.300.000, là em đã fix 300.000 rồi nha các bác. Lo đẹp cứng công. Cái đây là cái mã 11 này, ở bên nước ngoài họ đánh đúng cặp các bác, cặp tem mà còn nguyên nha. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho dây mic và dây jack, đây là đường cầu loa, mắt điện gia băng 8 ohm, 80W, 80W thì nghe nhạc thì vô tư trong phòng 40 mét vuông ở lại rồi. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem tuyến loa nha. Đây, em mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của nó nha. Đấy, từ tuyến loa Bühner CS88AFB là dòng loa gọi là quốc dân ở phân khúc qua trên 20 của Bühner, vừa nghe hay vừa trưng bày gọi là cực kỳ là cổ điển luôn. Nó là gần zin hết cho các bác, nó sử dụng gần vải nha, thiên thu theo thời gian. Đây các bác có thể cảm nhận được cái độ nét và độ đẹp của những cặp loa chất nước ngoài về. Hãy bác nào yêu mến cặp này thì alo cho em, cặp này là cặp từ thiệu từ móng ngựa.